Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh Phước Thiện Vlog. Hôm nay Thiện đi quay đồng lúa của Bạc Liêu, sắp vào mùa gặt hái rồi các bạn. Các bạn thấy cánh đồng lúa của quê hương Thiện ha. Cái này hết lúa mới chỗ sao nên nó chưa có sập, còn cánh đồng lúa phía dưới nói chung còn mấy ngày nữa là vào cắt rồi mà nó đã sập tùm lum các bạn. Đó, các bạn thấy đồng lúa Bạc Liêu đẹp quá. Tới bữa nữa cắt lúa thì sẽ quay cho tất cả các bạn xem nữa ha. Nói chung lúc này thì cũng bằng công chuyện và thêm cơ nó cơn bão số 3 này nữa còn vẫn còn ảnh hưởng mưa ở đây, rồi thì cũng chưa có rảnh thời gian để mà đi nữa. Đó, Bạc Liêu đẹp.
không tốt hết biết hết rồi. Trong ngày hôm qua anh em rủ Thiện đi nhậu, bữa nay cũng hơi bê ho nhiều lắm, các bạn thông cảm ha. Lúa đây câu cá được nha các bạn, đây, dùng Thiện cũng ít xài. Dàn con lúa đẹp không các bạn? Các bạn thấy cái tràm to. Lúa quá trời đẹp luôn bạn ơi. Đường lộ nông thôn các bạn. Thiện cũng đang kêu gọi xin tuyến đường này nè. Đẹp không? Bao quát cánh đồng lúa các bạn. Chiều chiều thả bộ đi ra đây dài dài nhìn thấy cũng đẹp lắm. Thôi Thiện cũng xin kết thúc video tại đây ha. Qua anh xong rồi Thiện sẽ quay đồng lúa chính hơn cho tất cả các bạn xem. Nếu ai thương tình Thiện cho xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Rồi Thiện xin cảm ơn tất cả các bạn ha. Rồi Thiện xin bye bye ha.